Ở xe đầu tư tư. Yes. Quân AC ngon ngon. Chết chết chết. Man Seng và AC và hit. Vâng, trận này lại phải vượt vượt tiếp à? Vượt nhiều thế nhỉ? Vâng, hôm ấy đúng đúng là ngày anh em ạ, đúng là ngày quyết sinh ra đời. Chơi toàn thế khó thôi. Vừa Kata cho Son hay thì bây giờ thì Seng ban chơi AC hit. Đó cũng được, nhưng mà nhà bài quyết thì có thế thôi. Man Seng khô lời. Anh tô đình quả này hay vâng, cái tình huống mà bị phù với con lạc đà đấy em thôi không xem game thủ quýt nữa, thế mà hóa ra vẫn ôm lại được thủ quýt. Vâng, đây là bài hit à, chưa gì đã thấy do chết một dần của đến từ game thủ xi măng. Ông bài này thì chắc là xi măng gì rồi, tôi hy vọng là đánh lô ra đề thôi. Vâng, bi như đỏ rồi. Vâng, em chào anh Cường Kim Vũ. Ok anh. Thằng bài này thì chắc chắn là xi măng lên muộn rồi. Bài nó không đâu vào đâu cả. Còn đây là bài quyết. Còn nhiều về hai voi, ba voi. Còn thế nhà thì cho nó ủng, bắc binh luôn. Ồ, hay đấy. Vâng, anh Dung Nguyễn là tiên hùng nhá. Vâng, thay mặt kênh thủ quýt cam quýt chào lại Vũ Văn Thuyên. Vâng, hai chữ đầu của anh có việc cây rồi, đến cái tên thật của anh thì anh không có việc cây vào. Sao thế? Úi dồi ôi, thôi rồi, tiếc quá, cầu voi mà đau hết cả lòng cả dạ, đau hết cả tim. Vâng, biệt tên này mới đang ra ăn cái g này mới lấy cái đòm ngay nhỉ, thì ngon. Ờ vâng đúng rồi anh Dung Nguyễn nhá. Ok anh, bây giờ cái tên em ghi trên kia rồi.
Từ đây anh em cứ gọi em là như thế cho nó dễ. Anh em nhầm em sang nhiều người quá. Ôi giời, anh Nguyễn Vong, anh Nguyễn Độc Phong này tính giải trí cực kỳ cao. Đánh thẳng hai cung thua thì thôi, cũng được. Nên không thua, không thắng được thì thua thì biết làm sao được bây giờ. Thua cũng phải chịu thôi. Nhưng mà đánh hai cung thì nghe hơi kiểu cảm giác là hơi cảm giác mạnh một tí. Ồ, anh Vũ Văn Thuyên tối có kèo chứ. Để em xem lại rồi, em sẽ báo lại cho anh em. Có kèo đấy. À, tối là có kèo kèo gì? À đây đây. Vâng, tối có kèo Hoàng Mai Nhi và cái thủ nô một solo với nhau. Vâng, hình như còn một kèo nữa. Vâng, vào tầm 19:30 sẽ là kèo Tí Tu Ti sẽ đánh với game thủ U98 Bùi Phương Nam của Game TV. Và 9 giờ thì là kèo về lớp thứ đánh bộ đôi BBL. Và lớp sơn thứ đánh với BBL. Và kết thời ở 11:45 với một bài mà tương đối xấu của game thủ Sima. Chúng ta sẽ đánh chán rồi. Vâng, tối lên anh lớp mới ra sân anh em nhé. Ở phải đây OT Bèo đây luôn này. Bèo với tính phết nhở. Vâng, tối nay có 3 kèo. Đấy, 3 kèo cho anh em. Vâng, những ngày sau Tết Nguyên Đán là anh em cứ yên tâm. Sẽ chỉ có ăn nằm và đi xem và xem kèo thôi. Rất nhiều kèo. Vâng, bài Sian này thì không kín rồi. Vâng, rất nhiều kèo anh em cũng thoải mái. Sẽ phục vụ anh em hết mình. Giả trường Paris. Anh Đỗ Đức Hiếu, em bình luận nhé. Em không cua nhé. Vâng, em bình luận. Lớp thứ đánh với BBL. Đã biết có thơm không mà anh em cứ bảo thơm. Úi dồi. Đó, trời. Vâng, lọt nhà rồi. Vâng, một trận đấu mà người đánh cung lên sớm với người đánh chém. Xem bàn đã vượt khó một trận rồi, bây giờ lại cho quận nữa. Tôi cũng đến ông Bèo. Đây, quả phụ đấy. Kinh thật, ông Bèo cũng hai quả phụ cơ.